cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Siêu trăng trong đêm Trung thu sẽ là cơ hội cuối cùng trong năm nay để chúng ta có thể ngắm nhìn mặt trăng vừa mang màu cam, kỳ ảo, vừa có kích cỡ khổng lồ. Trăng tròn tháng 9 sẽ tiếp tục chuỗi 4 siêu trăng đẹp mắt của năm 2024 vào các tháng 8, 9, 10 và 11 theo NASA. Là khi thời điểm trăng tròn vô tình trùng với thời gian nó ở phần gần với trái đất trên quỹ đạo hình ellipse, khiến cho chúng ta có thể thấy thiên thể này to hơn thường lệ. Chưa kể, một số nơi trên thế giới vào một số thời điểm nhất định có thể thấy siêu trăng Trung thu ngả màu cam cháy hoặc là hiện tượng nguyện thực nửa tối. Tại Việt Nam, siêu trăng Trung thu sẽ đạt độ tròn tuyệt đối vào lúc 9 giờ 34 phút sáng ngày 18 tháng 9. Theo trang Time and Date, vì vậy, cả hai đêm 17 tháng 9 và đêm Trung thu và ngày 18 tháng 9 đều thuận lợi để ngắm siêu trăng trong trạng thái đẹp nhất. Vào đêm Trung thu, siêu trăng sẽ đạt độ tròn khoảng hơn 99%. Bạn sẽ không thể cảm nhận sự khác biệt với trăng tròn tuyệt đối nếu chỉ nhìn bằng mắt thường. Tuy vậy, nếu có phương tiện quan sát thiên văn hay một chiếc máy ảnh phù hợp có thể nhìn được các hố va chạm trên thiên thể, bạn có thể thấy một chút bóng tối còn phủ lên một số hố nằm ở một bên rìa trái của bán cầu quay về phía trái đất. Đêm Trung thu và sau Trung thu cũng là cơ hội để bạn có thể ngắm siêu trăng màu cam cháy cuối cùng trong năm. Trăng thường treo thấp vào mùa hè, dẫn đến việc vào đầu buổi tối bạn sẽ phải ngắm nó thông qua một lớp khí quyển dày, khiến trăng trông to hơn và cam hơn thường lệ. Đó là một hiện tượng mang tên ảo ảnh mặt trăng, chứ không phải do trăng đổi màu. Ảo ảnh này có thể xảy ra ở cả các thời điểm khác ở trong năm. Tuy nhiên, bầu không khí mùa hè thường bị ô nhiễm hơn, nhất là nhiều nơi còn bị ảnh hưởng bởi khói và cháy rừng. Điều đó khiến kết hợp với việc trăng mọc khi còn ở thấp, khiến trăng các tháng 5, tháng 6 và tháng 7, tháng 8, tháng 9 thường trông cam hơn thường lệ, và trong đó màu cam đậm nhất thường rơi vào tháng 8. Vì vậy, nếu muốn quan sát siêu trăng cam Trung thu đẹp mắt nhất, bạn hãy nên mong thời tiết thật là tốt vào đầu giờ buổi tối. Và ngoài ra, hầu hết ở châu Mỹ, toàn bộ châu Âu, châu Phi và một số phần châu Á sẽ có thể quan sát một hiện tượng đặc biệt khác, đó là nguyệt thực nửa tối, vào thời điểm từ 7 giờ 41 phút đến 11 giờ 47 phút sáng ngày 18 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Tất nhiên, chúng ta sẽ không thể thấy được hiện tượng này vì Việt Nam lúc đó đang là buổi sáng. Nguyệt thực nửa tối rất khác với trăng máu, nguyệt thực toàn phần. Người xem ở các khu vực nói trên sẽ chỉ thấy một bóng đen bí ẩn lướt qua mặt trăng trong vài giờ. Và đối với mọi người trên thế giới thì vẫn có còn cơ hội để có thể ngắm siêu trăng nếu bạn bỏ lỡ dịp này. Năm 2024 sẽ còn hai siêu trăng nữa, rơi vào tháng 10 và tháng 11, và trong đó siêu trăng tháng 10 sẽ là cái to nhất năm. Tuy vậy, trong hai tháng này, mặt trăng sẽ lấy lại màu sắc trong sáng của nó, trừ một giai đoạn ngắn ngủi, lúc vừa mới mọc có thể ngả màu hồng cam nhẹ. Siêu trăng tháng 9 năm nay là một sự kiện đặc biệt, hiếm khi diễn ra cùng lúc ba hiện tượng thiên văn. Theo đó, trăng rằm này sẽ đạt đỉnh vào khoảng 9 giờ 35 phút sáng ngày 18 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, người quan sát ở Việt Nam có thể thấy trăng tròn xuyên suốt 3 đêm, từ thứ Ba 17 tháng 9 đến thứ Năm ngày 19 tháng 9. Trăng Trung thu năm nay cũng được coi là siêu trăng lần thứ hai liên tiếp kể từ siêu trăng xanh mới diễn ra tháng trước. Dự kiến tháng sau và tháng sau nữa cũng sẽ đón liên tiếp hai siêu trăng, khiến dịp cuối năm nay có tới 4 siêu trăng liên tiếp. Theo NASA, trăng Trung thu năm nay còn đặc biệt ở chỗ đồng thời diễn ra với nguyệt thực một phần, và theo đó mặt trăng sẽ tiến vào phần tối bị che bởi trái đất vào khoảng 8 giờ 41 phút sáng ngày 18 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Tới 9 giờ 13 phút, nguyệt thực sẽ dễ dàng quan sát được cả ở những vùng còn đang là ban đêm trên trái đất, che phủ 8% viền trên mặt trăng. Sự kiện này có thể quan sát trong khoảng 30 phút. Tuy nhiên, tại Việt Nam thì thời điểm đó đang là ban ngày, thế nên chúng ta sẽ không có thể theo dõi được nguyệt thực. Các nhà vật lý thiên văn Teresa Rasu thuộc Trung tâm Không gian của NASA cho biết siêu trăng lần này sẽ là siêu trăng máu do cả ba hiện tượng mặt trăng diễn ra cùng một lúc. Thế nên, trăng Trung thu này
có thể coi là rất hiếm gặp. Trong máu xảy ra trong thời gian nguyệt thực một phần hoặc toàn phần, trái đất chặn không cho mặt trời chiếu sáng hoàn toàn mặt trăng, khiến cho ánh sáng của mặt trời quận quanh từ trường của trái đất và từ trường này lọc ánh sáng mặt trời, chỉ để lại phần lớn ánh sáng từ phần đỏ của quang phổ màu, do đó làm cho mặt trăng có màu đỏ hoặc là cam, tương tự như siêu trăng. Trăng máu xảy ra vài lần mỗi năm. Theo CNET, lần tiếp theo, một sự kiện có tới 3 hiện tượng diễn ra đồng thời như thế này, dự kiến xảy ra vào tháng 9 năm 2033 và sau đó là năm 2042. Còn ở Trung Quốc và Việt Nam và một số quốc gia châu Á khác, trăng rằm này tương ứng với Tết Trung Thu, một lễ hội thu hoạch truyền thống. Và ở Trung Quốc thì những tên gọi khác của lễ hội này bao gồm lễ hội bánh Trung Thu và lễ đoàn tụ khi người vợ về thăm cha mẹ, sau đó trở về để ăn mừng cùng chồng và cha mẹ chồng. Một phần quan trọng của lễ hội bao gồm dâng lễ vật lên hàng Nga, cũng là tên mà Cơ quan Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc đặt cho các sứ mệnh lên mặt trăng của họ. Còn ở Hàn Quốc và Triều Tiên thì trăng tròn này tương ứng với lễ hội thu hoạch Chuseok khi người Hàn Quốc về quê quây quần bên gia đình để tỏ lòng thanh kính với linh hồn của tổ tiên. Và với người dân Hàn Quốc, Tết Trung Thu là một trong những Tết lớn nhất của người dân Hàn Quốc. Trăng rằm này cũng diễn ra trong mùa lễ hội Tsukimi hay ngắm trăng của Nhật Bản, còn được gọi là Imumeketsu, có nghĩa là trăng thu hoạch khoai vì truyền thống cúng khoai lang trong đêm rằm. Người yêu thiên văn trên khắp thế giới sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng siêu trăng lớn nhất trong vòng 100 năm với độ sáng gấp 30% trăng tròn bình thường. Theo các nhà thiên văn học, siêu trăng sẽ tròn nhất và sáng nhất vào lúc 13 giờ 52 phút ngày 14 tháng 11 theo giờ GMT, tức là khoảng 20 giờ 52 phút cùng ngày theo giờ Việt Nam. Và lúc này, quỹ đạo mặt trăng và trái đất sẽ tiến gần lại với nhau nhất kể từ tháng 1 năm 1948. Mặt trăng trở thành siêu trăng với độ sáng và kích thước lớn nhất trong vòng 70 năm qua. Do ở gần trái đất hơn, mặt trăng khi quan sát từ trái đất sẽ lớn hơn 14% và sáng hơn 30% so với trăng tròn bình thường. Người quan sát siêu trăng nên chọn chỗ tối, tránh ánh sáng nhân tạo, càng nhiều càng tốt. Mắt của bạn cần tránh tiếp xúc với ánh sáng trắng trong khoảng 20 phút mới có thể hoàn toàn thích nghi và có thể chiêm ngưỡng được toàn cảnh của hiện tượng siêu trăng. Khi quan sát siêu trăng, người yêu thiên văn có thể quan sát bằng mắt thường mà không cần thiết bị bảo vệ mắt. Để ngắm mặt trăng trồi dần lên từ đường chân trời thì người quan sát mặt trăng nên chọn vị trí trên bờ biển thì tuyệt vời. Giống như ở trên biển, việc ngắm mặt trăng dần hiện lên phía sau dặng núi đồ sộ cũng đem đến cho người yêu thiên văn cơ hội quan sát trọn vẹn được siêu trăng. Và khi ngắm siêu trăng từ một tòa nhà, bức tượng hoặc là cây cầu nổi tiếng thì bạn sẽ dễ nhận thấy kích thước khổng lồ của mặt trăng hoàn toàn lấn át những công trình này.